Đây là một buổi chiều sinh hoạt câu lạc bộ của trường tớ với rất nhiều sinh viên đang đứng học tập và làm việc với nhau dựa trên cơ sở thảo luận, đưa ra ý kiến chung. Cậu Liên tránh ra. Đứng một tí cũng được à? Không. Ui, đây còn cao. Cao lắm. Đây này, hoa này này. Trời ơi, cả một vườn hoa bạt ngàn sắc đỏ. Hả? Hoa này hoa đẹp chưa? Cái bông này giống dâm bụt kinh ấy. Thế hoa chẳng phải là dâm bụt không à? Phải. Cái nó là gì? Cây gì kìa? Cây này á? Này, phân tích đi. Hoa ngũ sắc này. Hoa mâm xôi. Một vườn hoa ngũ sắc này. Xôi. Đây vườn cây thuốc trồng tớ xinh đẹp. Cây này giống cây đậu đậu vậy. Mày ơi cầm muỗi nó cắn tao lại sao? Cây đậu ý, cây này giống cây đậu vậy. Muỗi cắn nhiều thế. Ở trong này có rất nhiều muỗi luôn. Ôi cầm muỗi một tí đi. Ôi muỗi này từ từ gãi xong đã. Ta đi lại cái nhanh lên. Muỗi lắm. Mắc tóc rồi. Dầu má mỡ. Dầu má mỡ. Dầu má Trung Quốc. Mồ hôi lắm. Đây là lá này. Tại sao thế? Tại vì phơi khô mà. Rã ra nó đen xì luôn ý. Phơi khô nữa. Mày ơi, ở trong này nhiều muỗi lắm. Cây cho đẻ tác dụng thanh can giải độc kiểu ấy.